khi mà học các cái chỗ pronoun ki, ke, u, dong, tôi gọi là pronoun relative mà đơn, thì ta có những cái pronoun relative và composé, mình tạm gọi là kép, tức là hai từ ghép lại với nhau mới thành là kép. Ví dụ như những trường hợp mà ta không có thể dùng ki, ke, u, dong, ví dụ như đây cô có hai câu rồi, c'était sport, les jeunes s'intéressent à ce sport, động từ s'intéressent à quan tâm tới, nhưng ở đây mình không có thể thay bằng một cái pronoun nào nữa hết. Thì bây giờ ce sport là một cái danh từ giống đực, thì mình vẫn giữ cái giới từ à rồi. Ở đây thì mình sử dụng chữ le can đó, mình nối thành là aucun. C'était sport, aucun, les jeunes s'intéressent, cũng vẫn ý nghĩa như trên là đó là một môn thể thao mà các bạn trẻ rất quan tâm tới cái môn thể thao đó. Hoặc là cô lấy cái câu dưới khác, ví dụ khác, il me présente Paul et Marie. Như vậy là mơ đây tức là COE đó, anh ấy giới thiệu Paul và Marie với tôi. Và il vient de faire un voyage avec Paul, anh ấy vừa mới làm một chuyến du lịch với anh Paul. Thì đây, il me présente Paul et Marie avec le can il vient de faire un voyage. Nếu cô biết le can ở đây tức là avec Paul, đó, cô là từ chống đực. Nếu mà cô nói anh ấy vừa mới đi du lịch với Marie thì cô sẽ biết cái chữ là avec la can là. Rồi không có riêng gì là cái những cái chữ avec có, ta có những đờ mà thì ta ghép trở thành du can, hay là đờ la can là, hay là đề thì ta ghép đề can là, hay là à với le can thì ta ghép thành o can là đó. Giống như là ta có mấy chữ le can, la can là những cái mà đại từ mà mình đã từng học để mà thay thế cho các cái từ giống đực hay là giống cái hay số nhiều gì đó, thì mình tùy mà mình sẽ ghép vào và ta thành pronoun relative.